Dạng 6, Titan đần độn. Đây là dạng đầu tiên khi Eren hóa thành Titan khi tuổi còn rất nhỏ. Eren chẳng nhớ gì về vụ này, chỉ mơ hồ giật mộng khi nhìn thấy trong những giấc mơ. Đây chính là nhiệm vụ mà Eren tương lai đã giao cho cha cậu trong quá khứ bằng con đường ký ức, và từ đó ông giao lại nhiệm vụ cho Eren hiện tại. Ở trong núi, ông ta đã dùng mũi tim Titan mà Eren Kruger đưa cho mình để mà chích vào người Eren Jaeger. Ngay khi thuốc vừa ngấm, Eren đã hóa được hình dạng Titan đần độn của mình. Đúng chất là một con Titan trẻ em với kích cỡ mắt khá to so với đầu, nhưng nó vẫn mang những đặc điểm khá là tiến công của Eren, cụ thể là bị méo mồm. Với hình dạng này, Eren đã nhanh chóng ăn thịt bố mình rồi lấy lại được Titan tiến công. Từ đó về sau, cậu không hóa Titan nữa cho đến 5 năm sau đó mới kích hoạt lại lần 2. Dạng số 5, dạng biến hình Titan tiến công lần đầu. Đây là dạng hoàn chỉnh của Eren. Lần đầu kích hoạt được nó là do con Titan Twist là nhân vật chính. Chỉ nuốt thằng nhỏ mà không kịp nhai. Eren quá sợ hãi tột độ khi xung quanh có khá nhiều người đã chết cùng nhiều người cũng đang giải chết. Trời đất ơi, hoảng sợ và bi phẫn, Eren đã giơ cánh tay cụt lên trời cùng lời thề không bỏ cuộc. Cậu đã hóa thành Titan ngay trong trạng thái này, trở thành một con Titan tiến công với cơ bắp hoàn hảo và một body nóng bỏng. Sức mạnh này là được kết hợp với những món võ công mà cậu được luyện tập trong quân đội, khiến cậu trở thành một con Titan hết sức là bá đạo trong một trận chiến. Đã vậy, tốc độ hồi phục của cậu để tái tạo một phần cơ thể nhanh hơn hẳn những con Titan khác, khiến lợi thế chiến đấu của cậu rất cao. Tuy nhiên, ở dạng này, cậu vẫn thua khá xa so với những con siêu Titan bên melee. Tụi nó luôn có những khả năng đặc biệt để mà đánh cậu ra bã. 7. Dạng tàn phế một phần cơ thể. Eren đã có hai lần biến hình không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận của con Titan được tạo ra mà thôi. Lần thứ nhất khi cậu ở trong biệt đội Lệ Vi cùng với các chiến binh cũ trước khi họ bị Titan hình nữ giết sạch một cách tàn nhẫn, Eren không có cách nào để hóa thành dạng Titan của mình. Rốt cuộc trong giờ ăn cơm, Eren nhặt cái muỗng lên thì bàn tay của cậu đã hóa thành một phần cơ thể con Titan. Giờ phút này phải nói là vô dụng đến thậm tệ. Mấy thằng đồng đội thì sợ hú hồn, tưởng thằng này do chung cộng cài và hóa Titan đánh chúng, nên rút cả kiếm ra chuẩn bị chém chết tươi thằng Eren. Lần thứ hai, Eren hóa được nửa cái khung xương con Titan tiến công là ở trong thành. Mấy ông ở trong thành nghĩ rằng Eren chắc chắn là do Titan cài vào nên quyết định bắn thi già nó, mắc kè cả Mikasa và Armin đứng ngay cạnh. Lần này là một dạng Titan không hoàn chỉnh, bàn tay nó đưa ra đỡ đạn pháo, còn cái khung xương bên trong thì bảo vệ cho ba đứa khỏi bị sát thương bởi vụ nổ bom đạn bên ngoài. 8. Dạng Shida tông teo. Đây là trạng thái tiến công Shige đó các bạn. Lúc này là thời điểm trở về sau cuộc thám hiểm thứ 57 và trước cuộc đảo chính chính quyền hoàng gia. Và vào lúc này, Han được quyền chơi con Titan của Eren đã đời. Lần này, cô có hẳn một con Titan Shifter để có thể làm mọi trò mình thích. Đặc biệt, con Titan này còn biết nghe hiểu tiếng người. Những lần đầu thì Han khá tử tế khi cho Eren hóa thành Titan của mình chơi xếp hình, lắp nhà, đọc hiểu, dạy chó làm toán. Bắt thằng nhỏ biến hình liên tục khiến Eren tỏ ra e ngại. Và ở lần này, Eren đã không còn có thể điều khiển con Titan tiến công của mình nữa. Hình dạng Titan Shida chỉ còn da bọc xương lung gần gấp đôi so với cỡ bình thường. Và theo bay suy đoán là Ymir trên con đường đã chửi thề liên tục sau lưng thằng này. Biến cái gì thì biến một lần thôi chứ bắt ngớ cái gì biến mấy lần liên tục làm khiên cát đắp Titan muốn sụm cái lưng à.